tên 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 đập hộp. Đập hộp này mới mua đồ. Một chai nước tương. À, cái tương đây, cái này là tương tỏi. À, mình tưởng đâu là nó có nguyên cục tỏi chẳng, chứ thằng này không có, này nó làm nó ngâm ra nước rồi. Bảo là cái tương này ăn tương tỏi này này để lưu thông giống hết, mình tưởng nó có một cục tỏi chứ mình tưởng đâu là cầm cục tỏi lên nhá chứ thì nó có nước không. Vậy là đây có hai chậu hũ nước tương. Đây hai hũ nước tương. Đây, chai nước tương đây. Nghe đồn bảo là nó có thể chữa được một số những cái bệnh côn trùng cắn, đứt tay đứt chân, xích vô chữa ngay tức thì, nhanh hơn cả năng lượng gốc nữa. Cho nên mua sơ cua để nhà chữ một chai, khi dùng thì cần. Bảo nghe đồn cái tương này ngon tốt, nghe đồn cái tương này là tương của người dùng dưỡng sinh đó. Mình thì không có ăn nổi dưỡng sinh đâu. Tàu chai để đó. Còn cái này là tương tỏi, ăn để cho lưu thông máu huyết, biết đâu nó lại đỡ được cái phần xương khớp. Thử rồi, giờ đang thử rồi. Dạ. Ôi ôi, tương mắt mà nó văng ra ngoài à. Múc thử một muỗng thôi coi. Một lần ăn chừng muỗng cà phê thôi, ăn nhiều hao tại vì nó mắc lắm á. Ở đây thơm ngon á, độ mặn nó nhiều cho nên là cũng không hao lắm đâu, mình sẽ ăn ít đi. Đây có mấy trái cà chua hấp. Chấm thử cà chua hấp. Đậy lại đó. Để đậy lại đi thôi, để nó đổ một phát là xong phim luôn á. Đựng vô cái hũ này nó hơi bất tiện, mở nó hơi bị sắn ra. Đựng vô cái hũ này mở nó bị sắn ra. Nãy là tưởng nó chặt lắm, mình dùng hết nội công á. Mình mở một phát một nó văng ra miếng. Trời ơi, nó mất hết muỗng cành rồi. Phí không? Phí quá, phí quá. Trời ơi, uổng quá đi. Trời ơi, mất hết muỗng cành rồi. Trời ơi, uổng quá. Uổng quá đi, uổng quá đi. Bây giờ ăn thử nè. Em có hấp mấy trái cà chua. Thử đi, chấm nước tương này nó ngon không? À, tương mà ngon thì chắc chắn là phải pha tỏi ớt vô, chan đường vô nó mới ngon được. Nhưng mà cái này ăn nó tốt thôi, chứ chắc chắn không ngon bằng cái tương mà mình tự pha đâu. Bảo là ăn nó tốt thì nó ráng ăn.
Cũng được, không có chấm trực tiếp luôn, ăn cái hậu của nó mới ngon á, ăn xong rồi cái hậu bên trong nó mới đã nè. Không mặn lắm, không cần pha, ăn trực tiếp luôn. Công dụng của nó là để lưu thông máu huyết. Ngon. Ăn được. Này là khi mà trong quá trình giảm cân mà đói bụng á, lấy miếng lấy cái bánh trái nhúng nước xong đi chấm nước tương. Đúng bài luôn. Cuộn lại. Cuộn lại, cuộn lại. Đó, ra một cái bánh tráng nhúng nước. Xong đi chấm nước tương, chấm nước tương. Quá vô. Dài. Há hùng nhai. Đố thèm ăn không? Được á. Bà tương này nó có tác dụng trị luôn cả mấy cái vết côn trùng cắn, giải độc tốt nữa, cho nên mua. Mùi rất thơm nha, mới ăn chưa cảm nhận quen, ăn từ từ có cái vị khác với nước tương bình thường. Mình quan tâm cái tương tỏi này hơn, để nó lưu thông máu huyết, giúp máu bơm lên não được á, đỡ rối loạn tiền đình nữa. Tương mát cho nên là phải liếm từng giọt cuối cùng. Ho viêm họng gì á, bảo là ho viêm họng gì ngậm tương cũng hết á. Để kỳ tới mà có bị ho viêm họng, con em tôi ngậm tương tôi test luôn. Ngon. Tương mắc cho nên phải ăn hết tới giọt cuối cùng. Ừ.
cái này 180 mấy, cái này 200 mấy á, tổng cộng hai cái hũ này là 440.700 đồng. Được cái sản phẩm chỗ này nghe đồn uy tín, cho nên từng bước chuyển qua ăn sạch. Từng bước chuyển qua ăn sạch. Nãy chích cái chai ra bị đổ mất miếng, hơi bị sót ruột á, cũng sót ruột. Tại nó để trong hũ vậy nè, mình nhìn nó trên web mình đâu có thấy được cái bên trong, mình cứ tưởng đâu là con nó ngâm tỏi, cầm miếng tỏi lên nhai cơ, chứ đâu có biết là nó chỉ là nước tương ngâm, chứ tỏi nó đã là nước tương rồi thì ăn bình thường như nước tương khác. Nhưng mà chiết xuất ra chai cho nó đỡ bị đổ này, vứt phát nãy dứt nãy tưởng đâu nó cứng lắm, mình vặn cho mạnh vô cuối cùng nó xịt ra miếng hết mất hết mỡ, thấm hết cái khăn này, sót ruột. Khuyến nghị nhà sản xuất nên cho vô cái chai để mình ăn, mình xịt nó hạn chế bị đổ. Ngon, tương này ăn ngon. Nhưng mà trước khi để ăn qua cái tương này thì cũng phải giải quyết những cái tương tồn động. giống như là trước khi giảm cân là phải giải quyết hai con vịt ở trong tủ, bữa mới mua xong là phải ăn hết hai con vịt xong bắt đầu mới đi giảm cân. Mùi tương đặc trưng nữa.